Dạ vâng, em Khải Đăng xin kính chào bà con. Chào mừng bà con quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ Khải Đăng ô tô Hải Phòng. Số điện thoại 0326062759. Trong kia hai anh em đang đua xe kia. Đấy, khách đang thử xe trong đấy. Úi giời, úi giời, úi giời. Quá khảm. Ngày nay em Khải Đăng có về một mẫu xe Hyundai Avanti phiên bản số tự động, động cơ 1.6. Xe gia đình không taxi dịch vụ, động số tự động mà. Tên tư nhân biển Hà Nội, trang bị đầy đủ túi khí phanh ABS nan đúc nguyên bản theo xe. Sơn xi máy gầm cực kỳ sạch sẽ, không phải làm gì cả. Có cửa sổ trời, động cơ 1.6. Đăng kiểm dài tháng tận tháng mấy kia? Tháng 3 năm 2022 cơ, dài miên man luôn, chiếc xe màu trắng rất là đẹp, ngọc trinh. Các bác có thể quan tâm mẫu xe này anh em về làm xe gia đình, làm xe dịch vụ, làm xe hoa, đám cưới các bác nhá. Đó, dòng này thì máy số zin, keo chỉ zin, đi chuẩn 9 vạn hay sao đấy anh em nhé. Máy số zin đẹp đẹp luôn. Đầu đít cột kèo keo chỉ zin hết. Xe được trang bị túi khí phanh ABS, gương kính kỉnh điện, cụp xòe xi nhan gương tích hợp, cửa sổ trời, phanh ABS là đang đúc. Rồi thì nẹp chân kính này, tay nắm cửa, nẹp cửa, chrome, vè mưa đầy đủ hết. Biển Hà Nội, tên tư nhân, giá bao rút hồ sơ bên em đang chào bán tại cửa hàng là 328 triệu đồng. Có hỗ trợ rút hồ sơ cho bà con cô bác nhé. Những dòng xe này thì bên em không có làm trả góp được, nên bà con đừng có hỏi là trả góp nhé. Đấy. Vì đời 2016 trở lên, 2015-16 giá tiền từ trên 300 triệu đồng thì bên em hỗ trợ trả góp cho các bác ở gần khu vực Hải Phòng thôi. Bây giờ người ta vay trả góp khó lắm, vì người ta nợ lại nợ xấu nhiều mà. Người ta đòi nợ đã chết rồi, cho vay làm gì, kiểu như thế đấy. Nên bà con cố gắng lên, ai chưa có tiền thì cố gắng lên một chút, có thể lấy xe rẻ hơn một chút cũng được. Hoặc là cố lên một tí, rồi lấy con cứng cứng một tí, hoặc là xe cũ cũng được, về anh em mình kiếm thêm thu nhập xong bắt đầu sau đó đổi xe cũng được. Chỉ đợi bây giờ xe Việt Nam mình rẻ được, nó thật khó lắm. Việt Nam mình xe rẻ khó lắm các bác nhé. Mỗi nơi một chính sách, mỗi xã hội một khác. Như Việt Nam mình thì xe nó rất là rẻ. Vì sao bên nào người ta xe nó rẻ như vậy, Việt Nam lại đắt thế, đúng không? Land Rover các thứ rẻ bèo mấy trăm triệu mà. Xe cũ Camry cầm rung có mấy trăm triệu. Ví dụ nó cái Lexus anh em là người nào anh ấy mang đi chở rơm ấy. Ui dồi, tiếc thôi rồi. Nên là mình không so sánh thế, so sánh ở Việt Nam mình đi. Thì mình muốn mua xe rẻ thì mình sang nào mình ở. Còn xe ở Việt Nam mình nó có tầm giá như này thì bọn em cũng có cái giá limit, giá tham khảo thôi. Các bác bán ra thì bọn em cũng mua cho các bác cái giá để bọn em đầu tư được. Nên mà còn các bác nào, anh chị nào muốn bán xe, muốn nâng đời, đổi cát thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789 nhé. Mẫu Hyundai Avanti này bên em cam kết không có đâm đụng, tai nạn, ngập nước, sơn xi, máy gầm, không phải làm gì cả. Nội thất đẹp, sạch sẽ. Tất cả những đường gân gờ quanh xe uốn lượn kia nó đều thẳng tắp luôn, không hề có dấu hiệu của việc va chạm hay đâm đụng gì cả nhé. Đó. Hiện tại cái hàng hoa dâm bụt của nhà em đằng sau lưng kia này bắt đầu đỏ rồi. Nhưng mà ngồi ở trong đấy thì có một anh tên là anh Dũng, Dũng ô tô cũ Hải Phòng kia. Anh ngồi đấy có đỏ mà không có thơm thì nên cơm cháo gì. Anh ngồi đấy, anh mới đi du học ở Somali về. Anh có sở hữu một nước da rất là đỏ. Đây, các bác nhìn này. Úi giời, đẹp lắm. Con này thì từ form dáng đến máy gầm của nó đều chắc chắn luôn. Đi dòng này sướng lắm, chắc hơn nhiều so với dòng Vios. Đấy, nên các bác nào mà muốn đi số tự động thì có thể nghiên cứu đến mẫu xe này. Đời 2012, phiên bản số tự động, động cơ 1.6. Hyundai Avanti là cái dòng đầu tiên lắp ráp tại Việt Nam các bác nhé. Đời 2011 bắt đầu lắp ráp tại Việt Nam. Đấy, nên là phụ tùng đồ đạc thì không phải nghĩ được. Nhờ anh em có thích dòng nhập khẩu, công nhận đi nhập khẩu thì đợt trước, đời ngày xưa thì nó tôn vỏ dày dặn thật. Nhưng về sau nó có nhà máy ở Việt Nam thì nó cũng thiết kế như vậy mà. Nó mang đây thì cái giá xe nó giảm hơn so với dòng nhập khẩu. Thế thôi, nó không hơn nhau là nhiều. Và cái chất lượng thì nó cũng tương tự. Còn nếu mà sau này anh em có liên quan đến Kia, Hyundai mà trong nước thì nó sẽ kém hơn dòng nhập khẩu một chút được. Công nhận, cái đấy thì công nhận. Còn lại là những dòng xe trung trung đấy. Còn dòng xe trung bình như này thì người ta làm thì cũng đã hướng đến cái chất lượng rồi. Đấy là chất lượng của dòng này cũng rất là ok các bác nhé. Nành nặn, tiết kiệm, nhiên liệu. Chỉ tầm 7 lít rưỡi, 8 lít trên 100 km thôi. Đây, xe thì được trang bị túi khí hai bên hai cái, thành phanh ABS. Rồi thì ghế bọc da. Ghế này thì chủ xe bọc lại rồi. Ngày xưa chắc không phải thế này, ghế màu này đâu. Đấy. Xe đẹp lắm. Nói chung là keo chỉ rồi, máy gầm đều ngon. Đây nhá. Keo chỉ cánh cửa bên lái này. Bên phụ nhá, ngon luôn. Ngon luôn. Dòng này tôn nó dày lắm, tôn nó dày kinh khủng luôn, nên trọng lượng bản thân nó nặng hơn.
so với dòng khác nên đi nó đầm chắc lắm. Đấy, keo chỉ zin này. Theo năm tháng nó không hề có mục ngoặt gì. Con này cứng cáp đẹp đẽ hơn so với dòng khác. 328 triệu không mua con này thì mua con gì? Khẳng định với các bác luôn, số tự động thì lấy con này mà đi cũng được. Anh em nào có tiền mua xe mới thì mình không bình luận, nhưng mà các bác nào chung chung tiền thì anh em có thể lấy chiếc này về làm xe gia đình, tiết kiệm luôn nhé. Cái keo chỉ zin này, cái này đang đúc này, nguyên bản theo xe, nốt thái Bridgestone này. Đấy. ABS 4 bánh nhé. Đây, em nghe đây. Đây, chúng ta hãy cùng khám phá hết những cánh cửa xem là ngon lành đi. Keo chỉ zin hết này. Đấy. Nòng trong thì nó sẽ theo thời gian nó sẽ có những cái chỗ ố như này, nó còn zin này, chỉ zin nó còn zin này. Thì nó không, vì sao nó lại zin? Vì nó không đâm va vào thì người ta không phải làm lại. Thì zin. Có những con xe mà nó lỗi thì mình không nói làm gì, trên thị trường đầy, đầy xe lỗi, đầy xe ngập nước các bác ạ. Tỉnh táo một chút. Mua xe thì tìm cái địa chỉ uy tín một tí. Nữa mà mua. Mà thật bọn em đi mua bọn em rất là kỹ, kiểm tra làm sao nó kỹ về làm sao bán cho khách hàng an tâm chứ. Đúng mà nó dính con nọ con kia thì nó dùng rất mất uy tín, nên bọn em cứ làm chắc chắn này các bác nhé. 9 vạn rưỡi này, ABS túi khí đầy đủ nhé. Đấy, để phát chắc nịch luôn, để êm lắm. Đây, máy ngon mà, ngồi trong xe không nghe tiếng máy luôn. Đây, open này. Cửa sổ trời này. Cửa thoát hiểm đây. Cửa thoát hiểm, cửa tự sướng, rồi cửa hút gió nóng này. Đấy. Nóng này, rất là trơn tru mượt mà. Âm thanh. Con này âm thanh vũ trường luôn đấy. Đây nhá. Chất chơi lắm, chất chơi người rơi lắm. Cái kênh YouTube của Khải Đăng thì nó tự nó không chế lắm, nó mở nhạc này đôi khi nó bắt bản quyền, em không dám mở nhiều. Thì cái này là túi khí này, các bác nhìn thấy không? Con này túi khí này, bên này có một cái nữa là hai ấy. Đấy. Điều hòa thì ấn thôi, auto được đây. Chúng ta ấn auto này nó sẽ tự động thay đổi lượng gió trong này. Đấy, auto. Chúng ta có thể lựa chọn tăng mức gió lên. Đấy. Còn là giảm mức gió xuống này. Đấy, nó sẽ tự động thay đổi nhiệt độ trong xe nhé. Đây số zích zắc. Tiết kiệm nhiên liệu các bác ạ. Máy êm chất lắm để vòng tua này. Máy cực chất luôn các bác nhé. Giờ chúng ta cùng kiểm tra cái phần này. Còn máy động cơ nữa là kết thúc cái video này. Thì quý bà con các bác anh chị nào mà yêu thích cái mẫu xe này hoặc là yêu thích Khả Năng ô tô thì hãy liên hệ trực tiếp Khả Năng ô tô để xem xe tại Hải Phòng qua số điện thoại 0326062789 hoặc là Zalo của Khả Năng ô tô 0983922866 nhé. Đây, khoang máy thì cam kết cho bà con máy này còn zin, chưa hề có bóc máy, chưa bóc máy chưa hạ máy. Thông thường thì những chiếc xe gia đình thì người ta đi ít đó, nên là cái máy vẫn còn zin, chẳng ngại đâu. Đài nghe xe chạy mà không đi còn hỏng cơ, nhưng đi nó phải đi ít thì nó cũng tốt, nhưng mà không đi còn hỏng xe, nên bà con đừng có nghĩ là đi ít là tốt. Đấy, mấy bạn thì mấy bạn, nhưng mà mỗi năm một vạn này là hợp lý rồi bà con. 9 vạn mỗi năm 1 vạn là hợp lý, mỗi ngày đi 30-40 cây là đúng, nhưng mà xe để đi chơi thôi, không ai đi chơi cả. Có những người chạy dịch vụ mà ta đi 200-300 cây là bình thường, nhưng mà dầu máy với nước làm mát là thay thế liên tục. Thì sau tầm 15-15 năm người ta làm máy là ok, không vấn đề gì hết nhé các bác nhé. Đấy, con này máy zin luôn, máy đổ êm lắm, không hề có rung giật. Đầu răng sắt xi keo chỉ ốc lỗ cứ tập phần đầu cabo là còn zin hết, cũng như là cái nỉ cách nhiệt còn nguyên này. Giấy tờ số khung số máy chuẩn theo xe, biển Hà Nội, tên tư nhân. Có hỗ trợ bao rút hồ sơ gốc cho bà con cô bác về để sang tên bấm biển. Đấy, các bác về bấm biển hết vài triệu, 5 triệu nữa thôi, còn lại dần rút hồ sơ bên em có bao cho bà con thôi. Các bác đến xem xe thì có thể lọc lá cho bà con đi lại nữa. Liên hệ trực tiếp em Đăng qua số điện thoại 0326062789 để sở hữu mẫu xe mới về bên em. Chiếc Hyundai Avanti phiên bản số tự động, động cơ 1.6, tên tư nhân, biển Hà Nội, màu trắng rất đẹp. Cảm ơn quý bác, quý bà con, anh chị cùng toàn thể mọi người. Xin chào mọi người, clip tiếp theo.